tiết lộ bí mật động trời bị che giấu bên trong mộ Bác Sáp khiến triệu người run sợ. Triết Lý Tinh Hoa xin mến chào quý vị cô bác, quý vị thân mến. Nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người ta nghĩ ngay tới người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài ba của dân tộc, chỉ huy trận chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử chấn động địa cầu. Năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân Việt Nam, hưởng thọ 103 tuổi. Thế nhưng thay vì chọn đất cố hương là Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình hay Hà Nội làm nơi ăn nghỉ cuối cùng, thay vào đó là vùng đất đặc biệt Vũng Chùa, Đảo Yến là nơi ăn nghỉ của mình. Vậy vùng đất này có gì bí ẩn? Nó có liên quan gì đến dự tính thiên tài của đại tướng hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất vào 18:09 ngày 4 tháng 10 năm 2013, cuộc họp khẩn giữa Trung ương tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình đại tướng đã diễn ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là trưởng ban tổ chức lễ tang đại tướng và gia đình, đã chính thức quyết định địa điểm an táng đại tướng, đó là Vũng Chùa, Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là địa điểm lúc còn sống, đại tướng đã đồng ý với gia đình để đại tướng yên nghỉ vĩnh hằng. Gần như ngay lập tức, các đơn vị công binh và nhiều lực lượng khác đã tập trung về Vũng Chùa, Đảo Yến, mở đường vào khu vực. Khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến cũng là một huyệt đẹp hội tụ nhiều sinh khí đã được biết từ lâu. Dân xã Quảng Đông coi đây là một nơi thiêng liêng chứa đựng những điều thần bí. Vũng Chùa, Đảo Yến là thắng cảnh nằm chung trong vịnh Hòn La mà sách Đại La Sư Địa Chí ước biên của Cao Xuân Dục thời nhà Nguyễn gọi là vịnh La Sơn. Trong sách nêu rõ, vịnh La Sơn được bao bọc bởi những ngọn núi như những bức tường thành. Phía đất liền là dãy Hoành Sơn, thế như rồng cuốn hổ ngồi, trùng trùng điệp điệp lan xa tận biển, với đỉnh mũi rồng che chắn phía tây, bắc, ở phía đông có nhiều đảo nhỏ. Quần thể danh thắng này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết dân gian, như việc người dân vùng này không dám chặt cây trỏ trắng, vì đây là loại cây tương truyền được Long Vương dùng xây thủy cung dưới biển. Mà Long Vương từng nổi sóng lớn giúp dân nhấn chìm chiến thuyền của quân Chiêm khi đến quấy phá dân làng thời Đại Việt. Dân gian còn truyền miệng chuyện năm vua Lê Thánh Tông xuất thủy quân đánh Chiêm Thành, đã dừng lại nơi đây lập đàn xin thần linh phù hộ thắng giặc và chúng sinh an lành. Sau đại thắng, vua lại trở về lập đàn cáo cùng trời đất tại đây. Về phong thủy đặt mộ, huyệt cát là hình ngăn khí tụ, hóa sinh vạn vật, là đất thượng đẳng, tức là chân huyệt. Nếu không có hình tốt, tức thế đất không ngăn được khí, khí không tụ lại được thì an táng vô nghĩa. Nhưng đất có hình rồi cũng phải có thế. Thế đất mà cát thì huyệt cát thì nhân sẽ cát. Thông thường, an táng ở trên thế đất phình. Táng kinh có viết, thế đất có bình phong, tức đằng sau huyệt mộ có đất hoặc núi cao như bức bình phong để dựa, được che chắn, chôn đúng phép, phương hầu nổi lên. Thế đất như tổ yến, tức tròn, vuông, cân đối, chôn đúng cách, được chia đất phong. Thế đất như diều kép, tức là tròn, vuông, cân đối, phẳng phiu, mộ huyệt có thể giàu có. Xưa nay, các bậc đế vương, hiền nhân quân tử đều rất coi trọng thuật phong thủy trong xây nhà, chọn đất đóng đô, xây dựng đền đài lăng tẩm, chọn đất an nghỉ vĩnh hằng. Theo thuật phong thủy phương Đông, một thủ đô bền vững, một ngôi nhà thịnh vượng, một khu lăng mộ phát lộc cho con cháu đều phải hội đủ ba yếu tố là bối sơn, diệp thủy, hướng dương. Bối sơn tức là dựa lưng vào núi, diệp thủy tức là trước mặt là nước, hướng dương tức là hướng ra phía mặt trời, hướng ra biển lớn. Việc đại tướng chọn mũi rồng Vũng Chùa, vùng đất ngọa hồ Tàng Long, voi trầu hổ phục, đầu dựa vào núi Hoành Sơn, một nhánh đâm ngang của dãy Trường Sơn Bắc hùng vĩ. Phía bắc là dãy núi cao Tây Nghệ An, ở giữa là các dãy đá vôi Quảng Bình và vùng đồi thấp Quảng Trị, phía nam là vùng núi Tây Thừa Thiên Huế. Trước mặt lăng đại tướng gần nhất là Vũng Chùa, xa chút nữa là Biển Đông rộng 3.477 triệu km vuông, xa khơi là Thái Bình Dương rộng lớn là APEC, là năm châu bốn biển. Mộ ông gối đầu vào dãy Trường Sơn Bắc, chân của đại tướng đạp lên ba hòn đảo vững thế kiềng ba chân,
là hòn yến, hòn gió, hòn la. Xa hơn là hai chân ông gác lên hai quần đảo lớn, Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Mũi rồng Vũng Chùa, theo sách Sư Địa Chí có hướng Đông Nam, hướng xuống các nước Đông Nam Á biển đảo. Việc chọn đất đóng đô của Quang Trung Nguyễn Huệ, của các vua chúa nhà Nguyễn tại Phú Xuân thuận theo thuật phong thủy này. Mặt khác cũng theo phong thủy, người Việt thường quan niệm rằng tụ thủy tụ nhân. Vũng Chùa là một vùng biển tụ thủy hiếm có. Việc các vua hùng chọn đất Phong Châu Phú Thọ để đóng đô, hay gần đây nhất, tỉnh Hà Tĩnh cũng chọn ngã ba bến Tam Xoa để xây khu lăng mộ Trần Phú, là tổng bí thư đầu tiên của đảng, cũng theo thuật phong thủy, tụ nhân. Như vậy, việc chọn mũi rồng Vũng Chùa là một lựa chọn tuyệt vời xét về mặt phong thủy. Vũng Chùa Đảo Yến nằm cách đèo ngang là ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh khoảng 7 km. Người dân địa phương từ lâu vẫn gọi đây là thế đất rồng cuộn hổ ngồi, nơi dãy Hoành Sơn đâm từ dãy Trường Sơn ra biển lớn. Địa điểm an táng đại tướng là lưng chừng trên núi phía nam mũi rồng, cách ngọn mũi rồng khoảng 1 km. Nơi an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở độ cao 110 m lưng núi Vũng Chùa. Huyệt đất quay về hướng nam. Về phía bắc, núi Vũng Chùa dựa vào dãy núi lớn cao trên 700 m. Phía tây, núi Sú kéo dài như một tay ngai, cao 136 m. Phía đông như con hổ lớn ở vị trí Bạch Hổ, dãy mũi rồng như một cánh tay dài như một con rồng lớn chạy ra biển ở vị trí Thanh Long. Từ trên huyệt mộ nhìn xuống sẽ thấu cả một vùng biển rộng, có dòng hải lưu chảy từ hướng tây sang phía mũi rồng. Qua khoảng biển rộng khoảng 400 mét là đảo Yến, gồm hai ngọn như chiếc bình phong chắn gió ở vị trí Chu Tước. Mảnh đất dự kiến để chôn cất đại tướng có hình vuông, cân đối, hơi phình như một cỏ nhỏ, hướng về phía nam theo câu Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ. Đó chính là thế đất Yến Xào, có chỗ dựa Huyền Vũ là đỉnh cao trên 400 mét về phía bắc. Mạch khí chảy nghìn dặm từ Trường Sơn xuống, dẫn mạch khí từ nghìn dặm bắc về đến đây, gặp biển tụ lại. Biển mênh mông như một hồ lớn, nhưng trước huyệt đất lại có hải lưu dẫn khí lưu thông mà không tán. Sinh mà tụ là thế đất tuyệt vời này. Phía bên trái, theo cổ truyền là bên tả, dãy núi mũi rồng chảy ra biển, vừa xuôi xuống biển tạo ra một vòng cung chắn khí tàn đông mà còn chắn gió đông, không để gió, tức là phong, thổi vào huyệt mộ. Đó chính là hình tượng con rồng xanh hầu bên tả. Phía bên phải, hướng tây núi Sú sừng sững như một con hổ trầu, che những cơn gió thổi vào huyệt đất. Đó chính là Bạch Hổ trừ mọi tai ương. Phía nam là biển rộng, đóng vai trò minh đường tụ thủy, mạch hải lưu nhẹ cấp thêm sinh khí cho huyệt mộ. Phía xa một chút đảo Yến như bình phong lớn làm ấm huyệt mộ. Theo người dân địa phương, đất trên núi vốn là đất núi lửa có màu đỏ hồng nhẹ, vùng mưa đều đất ẩm, cây cối xanh tươi quanh năm. Đây đúng là đất thái cực biên huân, hợp với thế đất. Thêm nữa, không phải bây giờ mà ngay từ ngàn xưa, vùng Vũ Chùa đảo Yến đã là nơi chim yến hội tụ, ríu rít quanh năm. Đúng là đất lành chim đậu, chim tụ hội thành đàn, đông vui ríu rít, là đất tụ khí tàng phong. Về mặt quân sự, vì sao đại tướng lại chọn ngọn núi Hoành Sơn, một nhánh đâm ngang của dãy Bắc Trường Sơn để an giấc, nơi có hàng vạn người nước ngoài đang làm việc trong khu kinh tế Vũng Áng? Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà thiên tài quân sự, việc người chọn mũi rồng Vũng Chùa không thể tách rời nhãn quan chính trị, quân sự lỗi lạc của ông. Có nhà văn Việt Nam cho rằng vùng đèo ngang là một tử huyệt về quân sự. Nếu xảy ra chiến tranh, đất nước bị xâm lược, thì đây là vị trí bị tấn công đầu tiên để cắt đôi nước Việt Nam. Điều này không phải là không có lý. Có khi đại tướng ngầm chỉ con cháu lo về canh giữ vùng đất yết hầu này. Về mặt tâm linh, như chúng ta biết, phía bắc đèo ngang có đền bà chúa Nguyễn Thị Bích Châu, nghe nói cực kỳ linh thiêng. Phía nam đèo ngang trên núi Thọ Sơn nằm bên Vũng Chùa, có một ngôi đền cổ cực linh nhưng hiện đã hoang phế. Ngoài ra, ở đây còn hai ngôi mộ cổ thờ hai vị thành hoàng làng che chở cho dân nghèo địa phương. Trên đỉnh Hoành Sơn Quan là đền thờ nữ chúa Liễu Hạnh. Đại tướng về đây an nghỉ càng làm cho vùng đất này thêm huyền thoại, thêm địa linh nhân kiệt. Mai kia, dân gian sẽ tôn xưng ngài là Đức Thánh Võ, là Đông Hải Đại Vương, sẽ lập đền thờ.
vùng Đèo Ngang sẽ trở thành một trung tâm tụ khí tâm linh của miền Trung nói riêng và của cả nước nói chung. Những tấm đá xanh nguyên khối luôn là vật liệu đẹp nhất được nhiều người sử dụng để xây dựng lăng mộ cho những bậc hiền tài, mộ tổ gia đình, thể hiện lòng thành kính, biết ơn với những người đã khuất. Chính vì thế, vật liệu được gia đình chọn để xây mộ cho đại tướng chính là đá xanh nguyên khối. Những phiến đá nguyên khối lấy từ vùng núi non nước Ngũ Hành Sơn được vận chuyển ra Quảng Bình để xây dựng lăng mộ cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do khu vực an táng của đại tướng nằm giữa lưng chừng núi, vì vậy, để lên được nơi an nghỉ của đại tướng, chúng ta phải đi qua 103 bậc đá hoa cương tượng trưng cho tuổi thọ của người. Về vấn đề biển đảo, hiện nay là một vấn đề trọng yếu của dân tộc. Thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đảo. Mọi quốc gia đều có xu thế hướng sự phát triển ra biển. Chúng ta đã phân định ranh giới trên vịnh Bắc Bộ, trong đó có đường phân chia từ đảo Hải Nam, Trung Quốc đến đảo Cồn Cỏ, Việt Nam. Việc chọn mũi sông Vũng Chùa làm nơi an nghỉ vĩnh hằng, phải chăng đại tướng muốn làm bạn với ngư dân, làm người hoa tiêu trên biển? Đền thờ đại tướng Đông Hải Đại Vương sẽ trở thành ngọn hải đăng thường xuyên cháy rực trong lòng ngư dân, giúp ngư dân bám biển, giữ biển vững bền. Giao thông phát triển. Nếu như khu kinh tế Vũng Áng và Hòn La phát triển mạnh, nơi đây có đủ yếu tố hội tụ nên một đầu mối giao thông cực kỳ quan trọng. Đường xuyên Á, quốc lộ 1A, đường biển, đường hàng không đều phát triển. Về đường biển, khu vực này có cảng Hòn La, Vũng Áng, Sơn Dương. Chúng ta hy vọng trong tương lai có thể mở được các tuyến hàng hải nội địa và quốc tế quan trọng. Về hàng hải nội địa thì có những tuyến Hải Phòng, Vũng Áng, Hòn La, tuyến Vũng Áng, Hòn La, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, tuyến Vũng Áng, Hòn La, Trường Sa. Về hàng hải quốc tế có thể mở các tuyến Đài Loan, Vũng Áng, Hòn La, Hồng Kông, Vũng Áng, Hòn La, Singapore, Vũng Áng, Hòn La. Tại sao không nhỉ? Một khi mà kinh tế đã phát triển mạnh, các ngành kinh tế là khách hàng của giao thông vận tải cơ mà. Về đường bộ, chúng ta có quốc lộ 1A, đường 12B nối Vũng Áng lên cửa khẩu Cha Lo sang nước bạn Lào, CPC và Đông Bắc Thái Lan. Về đường hàng không, chúng ta có cảng hàng không Đồng Hới Quảng Bình, trong một tương lai có thể sánh vai với sân bay Vinh Nghệ An. Từ những góc nhìn trên, phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về việc đại tướng, gia đình và nhà chính quyền chọn mũi sông Vũng Chùa làm nơi an nghỉ cho đại tướng quả là có con mắt thần. Về vấn đề kinh tế, với tầm vóc lịch sử mang tính nhân loại, mai kia khi tượng đài, lăng mộ, đền thờ và quần thể khu du tích tâm linh Đức Thánh Võ, Đông Hải Đại Vương được hình thành, nơi đây sẽ có một khu vực kinh tế rất phát triển. Khu kinh tế Hòn La có khả năng sẽ được đầu tư xây dựng xứng tầm khu kinh tế quốc gia và khu vực. Cùng với khu kinh tế Vũng Áng, Hòn La là hai khu kinh tế phát triển mạnh nhất nhì đất nước nằm hai bên dãy Hoành Sơn. Mai này, du khách không những nườm nượp kéo đến đền Bà Hải, mà còn dập dìu kéo về khu di tích Đức Thánh Võ. Đền Hoàng Mười ở Nghệ An, đền Củi ở Hà Tĩnh mỗi năm cho doanh thu du lịch tâm linh khoảng trên dưới hàng chục tỷ đồng. Đền Bà Hải hàng năm cho doanh thu còn gấp bội phần hơn thế nữa, huống chi đây là đền Thánh Võ. Mai này, nơi đây sẽ hình thành một trung tâm du lịch tâm linh nổi tiếng, sẽ trở thành nơi chảy hội non sông. Người ta có thể xây dựng hàng chục resort trên đảo Yến, Hòn La. Người ta có thể xây dựng hàng chục resort ven biển Cảnh Dương, Quảng Phú, ven chân Đèo Ngang. Người ta có thể xây dựng hàng trăm biệt thự cao cấp trên dãy Hoành Sơn. Ven biển Đèo Ngang sẽ có nhiều bãi tắm nổi tiếng như Kỳ Nam, khu sinh thái Đèo Con ở phía Bắc hay bãi biển Cảnh Dương, Quảng Phú ở bờ Nam. Trên núi Hoành Sơn có sự thay đổi thời tiết giữa ngày và đêm, giữa mùa đông và mùa hè. Mảnh đất gió Lào cát trắng sẽ trở thành đặc sản du lịch mà không phải nơi nào cũng có được. Biển trời cho ta nhiều sản vật phong phú như yến xào, bào ngư, mực nhảy để hấp dẫn du khách mỗi khi đến với vùng đất đặc biệt này. Quý vị thân mến, nơi chôn cất đại tướng Võ Nguyên Giáp là huyệt Đại Cát, ứng vào câu tất phát khoa giáp, định rất phát đinh tài lưỡng vượng, phú quý miên trường, mọi người đều kính phục. Với những chiến công vì dân vì nước, huyệt mộ Đại Cát, đại tướng sẽ là một thiên tướng trấn giữ phía đông,
ngăn trừ mọi ma quỷ âm mưu xâm lấn làm hại dân Việt, công đức kéo dài vạn vạn năm. Cả cuộc đời mình, đại tướng đã hy sinh vì nước vì dân, lãnh đạo một dân tộc nhỏ bé đánh bại cả đế quốc lẫn thực dân, làm nên những chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đại tướng là tấm gương sáng ngời về sống, học tập và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về đại tướng có nhiều, nhưng đặc biệt phải kể tới những mẩu chuyện cảm động sau đây. 1. Mối tình đầu của ông là liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, em gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Ông và bà gặp nhau lần đầu tiên năm 1929 trên chuyến tàu Vinh Huế. Trước đó, tướng Sáp từng nghe các đồng chí cùng chi bộ nhắc tới tên Quang Thái. Cô em gái còn rất trẻ nhưng hoạt động hăng hái của đồng chí Minh Khai. Mẹ Thái mặc áo dài, tóc để xõa, da trắng hồng, gương mặt rất sáng, đặc biệt là đôi mắt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ba. Ba khi ấy đóng vai một nhà báo khá ăn diện. Về sau, mẹ nói lại cho ba ấn tượng đầu tiên của mình. Một chàng thư sinh với vẻ công tử bột, chỉ khi nghe tự giới thiệu là nhà báo thì mẹ mới dịu lòng và bắt chuyện. Trích theo lời của giáo sư Võ Hồng Anh, con gái duy nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Nguyễn Thị Quang Thái, hình dung về buổi gặp gỡ đầu tiên của ba mẹ mình qua lời kể của cha trong một buổi phỏng vấn của báo chí năm 2003. Lần gặp thứ hai của tướng Giáp và người vợ đầu là tại một ngôi nhà khuất nẻo trong thành nội Huế. Khi đó, Quang Thái đến xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng. Một cô học sinh xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, âm ấm. Cô có dáng mảnh rẻ, hai con mắt to rất sáng. Đôi mắt này mình đã gặp ở đâu nhỉ? Anh Giáp thầm nghĩ. Trích trong cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ của Trung tướng Phạm Hồng Cư ghi lại. Sau đó, Quang Thái vào Huế học và tìm bắt liên lạc với tổ chức để nhận công tác với đoàn thể. Hai người có cơ hội gặp nhau vài lần, nhưng Quang Thái chưa nảy nở tình yêu đáp lại tấm chân tình của người đồng chí. Thời gian qua đi, trong quá trình hoạt động, đấu tranh, tình yêu của họ nảy nở từ những lý tưởng chung về cách mạng. Vào cuối năm 1939, thực dân Pháp khủng bố mạnh. Lúc này, chiến sĩ cách mạng Võ Nguyên Giáp phải rút vào hoạt động bí mật. Sau đó, ông được cử sang Trung Quốc hoạt động. Trước sự phân vân lo lắng vì hai vợ chồng không thể ở bên nhau khi con gái Hồng Anh còn quá nhỏ, bà Quang Thái động viên chồng. Đây là một thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát ly thì anh nên quyết tâm, mẹ con em tự lo được mà. Chờ con lớn thêm chút nữa, em gửi con cho ông bà nuôi, em sẽ đi sau. Cả hai vợ chồng bà Quang Thái không ngờ đó là cuộc chia ly vĩnh viễn giữa hai người. Năm 1942, bà Quang Thái bị bắt và bị kết án 16 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ, bà thường xuyên bị tra tấn nhưng vẫn kiên trung không tiết lộ thông tin của tổ chức. Năm 1944, bà Quang Thái mất do kiệt sức khi chăm sóc bệnh nhân trong nhà lao Hỏa Lò và bị nhiễm phong hàn. Do điều kiện phải hoạt động bí mật nên mọi thông tin về việc bà Quang Thái bị bắt, đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề hay biết. Chỉ tới khi trở về nước và tham dự hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, họp tại Biên Hòa, Bắc Giang vào tháng 4 năm 1945, đại tướng Võ Nguyên Giáp mới nhận được tin dữ. Khi nghe tin người vợ yêu thương đã hy sinh, người đội trưởng đội tuyên truyền giải phóng quân Võ Nguyên Giáp bàng hoàng đi sang bùng bên, bỏ dở cuộc họp. Hồi đó, anh Giáp hay về nhà giáo sư Đặng Thái Mai chơi thân thiết như người nhà, có khi ăn ở tại nhà bạn mấy ngày liền. Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh và các em đều gọi anh là chú. Nhưng trong các cháu, Hà lớn nhất và anh Giáp hay trò chuyện chơi đùa với Hà nhất. Anh còn dạy Hà học và hướng dẫn Hà đọc sách. Buổi tối, các em đi ngủ hết. Anh Văn, tức là đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này, và Hà vẫn ngồi lại bên bàn đọc sách và trò chuyện. Một đêm đã khuya lắm, đột nhiên Đặng Thay Mai trở dậy, thấy đèn phòng ngoài còn sáng, đi ra. Ông ngạc nhiên thấy anh Văn và Hà vẫn ngồi trò chuyện bên bàn. Ông bảo con gái, Hà ơi, đi ngủ đi, khuya rồi, để anh Văn còn đi nghỉ. Và ngạc nhiên biết bao khi thấy anh Văn quay lại, nói với ông bằng tiếng Pháp. Để yên nào, xin đừng quấy rầy bọn tôi. Võ Nguyên Giáp và Đặng Thái Mai là bạn rất thân, họ cùng dạy tại trường trung học Thăng Long Hà Nội. Họ nói với nhau bằng tiếng Pháp thân mật, xuồng xã theo kiểu toa, moa,
tức là cậu tớ, nên không có gì ngạc nhiên. Bà Bích Hà từng kể, khi 6-7 tuổi, bà hay được ông Giáp đèo đi chơi đến sân vận động Hàng Đẫy, tập thể thao. Một hôm bỗng dưng ông nói, anh sẽ cưới Hà bằng một đĩa xôi và một con gà. Không ai ngờ câu nói đùa ấy hơn 10 năm sau lại trở thành sự thật. Đại tá Trần Hồng kể, bà Hà không bao giờ rời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trừ khi tiếp khách mà bà ấy mệt. Trong phòng khách có 2 chiếc ghế, một chiếc dành cho Đại tướng và chiếc bên cạnh là của phu nhân. Cho đến khi Đại tướng vào dưỡng sức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong phòng làm việc của bà Hà vẫn có chiếc ghế của ông và của bà bên cạnh. Dù Đại tướng không có nhà, nhưng chiếc ghế của ông vẫn ở đó với một cốc nước để trước mặt. Bà Đặng Bích Hà và Đại tướng có lẽ là một đôi vợ chồng rất hoàn hảo, xét cả về con cái, gia phong và nhiều mặt khác. Có những bữa cơm, ông bảo là, hôm nay anh về hơi muộn, em ăn trước đi. Nhưng bà Hà nói rằng, em phải đợi anh về em mới ăn. Đi công tác, bao giờ tôi cũng thấy Đại tướng đi cùng bà Hà. Còn nhớ, trong một lần về Quảng Bình, rất nhiều người đến thăm Đại tướng đến mức chen chúc nhau và không may làm bà Hà bị ngã. Ngay khi đó, Đại tướng lo lắng hỏi bà Hà, có việc gì không em? Có khi chỉ là quà trứng luộc thì họ cũng ân cần mời nhau, nhường nhịn nhau rất tình cảm và dí dòm. Bà cứ đẩy cho ông và ông cứ để lại cho bà. Ông thì nói em ăn đi, còn bà thì nói lại thôi anh ăn đi thì mới có sức. Dù hơn vợ 17 tuổi, nhưng lúc nào có khách hay trong những cuộc hội ngộ đông người, tướng Giáp lại gọi vợ là chị. Chị Bích Hà ơi, chị Bích Hà, hay chị Bích Hà đâu rồi? Còn bình thường ông vẫn gọi tên riêng là Bích Hà hoặc gọi là em một cách ngọt ngào. Khi em gái bà là giáo sư Đặng Thị Hạnh hỏi rằng ý nghĩa hạnh phúc lớn nhất đời của chị là gì, bà đáp ngay là chị đã có anh Văn. Hơn 5 năm sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi xa, phu nhân Đặng Bích Hà thường rất ít nói. Đôi khi bà chỉ hát những bài hát xưa. Bà Đặng Anh Đào có lần tới thăm chị, hai chị em cùng khe khẽ hát một bài. Ông tỉnh táo đến giây phút cuối. 7 người là bác sĩ, điều dưỡng, cấp dưỡng và công vụ của khoa A11, Bệnh viện Quân y 108, là những người gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt 1559 ngày Đại tướng nằm tại đây, đã kể lại câu chuyện cảm động về Đại tướng những ngày cuối đời. Tình cảm của anh chị em nơi đây gắn bó với ông như người thân trong gia đình. Khi chia sẻ về những giây phút gần gũi chăm sóc Đại tướng tại phòng bệnh, không ai tránh khỏi những giây phút nghẹn ngào. Là một trong những bác sĩ điều trị chính cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều ngày ở Bệnh viện 108, Thượng tá bác sĩ Vũ Phi Hải, phó chủ nhiệm khoa A11, rất xúc động. Lúc đầu bác là bệnh nhân, nhưng bởi chăm sóc, giao tiếp với bác nhiều, nên bác trở nên gần gũi và thân thiết với chúng tôi như một người ông. Bác sĩ Vũ Phi Hải sưng sưng khi nhắc đến mới hôm qua thôi, mọi người vẫn còn nhìn thấy ông. Có lúc đại tướng khỏe, có lúc đại tướng yếu, đó là chuyện thường gặp ở người già. Trong 1559 ngày ông ở viện, có nhiều lần ông trở bệnh nặng, nhưng rất may mắn là những lần ấy đã điều trị cho ông thành công. Dù nhiều lần ông trải qua những giây phút rất nguy hiểm, nhưng ông tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Là người tình cảm nên đại tướng quan tâm đến tất cả anh chị em đang làm việc tại khoa. Ông hỏi thăm mọi người về gia đình, con cái. Ông cũng thích nói chuyện về cây và hoa, bởi nhà ông có cả một vườn lan và ông có rất nhiều kinh nghiệm trồng cây. Ông có thể nói say mê về cách chăm sóc cây hay kể chuyện về những đứa cháu nội ngoại của mình. Bác sĩ Hải kể, là người quan tâm đến mọi chuyển biến của xã hội và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Những ngày nằm ở bệnh viện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thích đọc báo. Khi mắt kém không đọc được nữa, thì các điều dưỡng đọc báo cho ông nghe hoặc chúng tôi thường xuyên kể với ông về những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ví như mọi người gọi ông và bảo, ông ơi, cây xăng ở gần bệnh viện cháy ông ạ. Chị Lê Thị Kim Nhung, điều dưỡng ở khoa A11 tâm sự. Và mỗi lần đến chăm sóc cho đại tướng, bao giờ các chị cũng ghé vào tai của cụ mà nói, ông ơi, cháu xoa bóp tay cho ông nhé. Hay ông ơi, cháu rửa mặt giúp ông nhé. Và mỗi lần như vậy,
Dù bàn tay rất run, đôi mắt kém, nhưng đại tướng vẫn kéo cái bảng tên của điều dưỡng lên đọc xem đó là ai. Và hầu hết, đại tướng nhớ tên tất cả những người đang chăm sóc cho ông, từ bác sĩ điều trị đến điều dưỡng, cần phụ và đầu bếp. Khi còn trò chuyện được nhiều, đại tướng Võ Nguyên Giáp hay hỏi han các chị về gia đình, con cái và thường khuyên mọi người chịu khó bảo ban cho con cái học hành. Khi chúng tôi đọc báo cho ông nghe mà gặp những từ tiếng Anh chúng tôi phát âm sai, bao giờ ông cũng dạy chúng tôi phát âm lại cho đúng và giảng giải những nghĩa của từ đó. Rồi sau ông bảo, mình học nhiều, biết nhiều thì dạy cho con được nhiều. Chị Nhung nhớ lại. Từ đầu năm 2013, bệnh tình của đại tướng trở nặng, nhưng ông vẫn lắng nghe những câu chuyện các chị điều dưỡng kể và tuân thủ nghiêm ngặt mọi phác đồ điều trị, dinh dưỡng. Có những điều ông không thích, nhưng nếu đấy là yêu cầu của bác sĩ thì ông thực hiện rất nghiêm túc. Bác sĩ Hải chia sẻ, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2013, toàn bộ người thân của đại tướng và các bác sĩ đã tề tựu đông đủ tại bệnh viện khi sức khỏe của đại tướng đã suy giảm rõ rệt. Giây phút ấy, mọi người đều có mặt và tất cả chúng tôi đều hiểu rằng điều này rồi sẽ đến nhưng không ai cầm được nước mắt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được ông đã ra đi. Chị Trần Ngọc Lan, một trong hai đầu bếp đã phục vụ những bữa ăn cho đại tướng ở bệnh viện, bật khóc. Và từ hôm nay cũng như nhiều ngày khác nữa, những điều dưỡng, những bác sĩ, công phụ có thể vẫn đi ngang qua căn phòng trên tầng 2 mà đại tướng đã ở trong suốt 1.559 ngày qua, nhưng không ai còn có thể chạy vào đó mà gọi ông ơi nữa. Chúng tôi xin trích hai bài thơ rất cảm động nói về đại tướng. Thiên Thu Vạn Đại, thơ của đại tá Dương Quốc Trượng. Vĩnh biệt bác Võ Nguyên Giáp, đại thụ tướng quân mãi dạng người, lừng danh nước Việt tướng mọi thời. Đại ngàn non nước ghi công lớn, mãi xứng danh anh cả tướng tài. Theo bác đến thiên thu vạn đại, 103 năm sống mãi đến muôn đời. Bài thơ thứ hai, Người đã đi của Nguyễn Thị Tâm. Cuối thu rồi, mây bỗng đổi màu, trên con phố lá khô rơi xào xạc. Huế nhìn xa Hà Nội buồn man mác, người đã về với bác rồi sao? Người đi về với biển rộng trời cao, lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử. Đại tướng trong lòng dân luôn bất tử, Việt Nam tự hào có đại tướng trong tim. Người xa đi trong giấc ngủ im lìm, Quảng Bình thương yêu đang trong mùa bão lũ. Bỗng giật mình nghe tin người, tin dữ. Đau một cuộc đời, đau cả lòng dân. Con ở đây xa xa lại thấy gần, mắt ươn ướt, rọi trong, giọt trắng. Người đi về nơi xa cùng bác, thấp thoáng con đường chạy đến tim con. Còn quý vị có câu chuyện hay bài thơ nào cảm động về đại tướng hay không? Hãy chia sẻ để mọi người cùng được biết nhé. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Hương Tranh của tác giả Nguyễn Đại Duẫn. Vai khoác chiếc túi đã cũ, gã lầm lũi bước, đi được một quãng, gã dừng lại gốc cây bên đường, ngước mắt nhìn trời, lấy hết bình sinh hít một hơi thật sâu. Trời trong xanh, không khí thoáng đãng, đường xá ồn ào, nhộn nhịp xe cộ. Những mái ngói thấp thoáng sau hàng hoa giấy nở bung trải một màu hồng tươi trong nắng sớm. Không có người nhà đi đón, xe sắt một nỗi buồn, gã thấy mình lạc lõng giữa dòng người. Gã bắt một chiếc xe ôm đi về bến xe Đông Hà. Đến quán nước bên đường, thấy vẻ hiền lành của gã, chủ quán niềm nở. Về khe xanh hả, giờ này thì xe đã chạy hết cả rồi. Vô uống chén nước, rồi chốc nữa có xe chở hàng lên khe xanh, chị xin quá giang cho. Ly nước chè xanh thấm vào miệng làm gã thấy dễ chịu. Vị mát chan chát của chè xanh quyện với vị bùi giòn tan của thanh kẹo lạc, nghe sắc ngọt dịu dàng, tan dần nơi đầu lưỡi, gợi lại cho gã những tháng ngày của một thời bình yên nơi quê nhà. Sau buổi chiều làm đồng, cùng mấy đứa bạn rủ nhau vào quán nước bên gốc cây đa đầu làng làm bát chè xanh mát mẻ, mấy thanh kẹo lạc, thanh thản được những phút bình yên. Đang trầm ngâm với những ký ức, chợt bà chủ quán nhắc nhở, chú em uống nước đi, sắp có xe đến rồi đó. Ngồi trên xe, gã đưa mắt nhìn xung quanh,
con đường quen thuộc như rộng hơn, cây cối bên đường cao lớn hơn. Người lái xe chăm chú nhìn đường, không để ý tới gã. Mệt mỏi, gã cũng không muốn bắt chuyện. Đang thiêu thiêu, tiếng người lái xe gọi giật giọng. Dễ đi ông bạn, sắp vào chợ Khe Xanh rồi. Bỗng, chiếc xe phanh két khựng lại, người gã như muốn chồm lên trước. Người lái xe thò đầu ra cabin thét to. Muốn chết à, đi chỗ khác mà chết, xăng đâm đầu vào xe tôi. Mọi người trong chợ đổ xô tới hiện trường. Một người phụ nữ đang dễ dụa, bên tai một dòng máu rỉ ra, da ở cùi tay trái trượt dài, máu chảy loang lổ. Gã rẽ đám đông, bế người bị nạn ra vệ đường, xé vạt áo may ô trong người, lau những vệt máu và băng lại vết thương. Xe cứu thương cũng vừa kịp đến. Người phụ nữ được các nhân viên y tế đưa lên xe. Chiếc xe hú còi lao về phía bệnh viện huyện. Tìm được ngõ thì trời cũng nhá nhem. Gã lững thững vào nhà. 12 năm, thay đổi nhiều quá. Cánh cổng mối sông gần hết. Quanh nhà cây cối mọc um tùm. Nhà trống vắng, héo hắt, cô đơn như chủ nhà. Nghe tiếng chó sủa, ông Năm, chú vợ gã ở nhà bên chạy sang. Nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, ông ả lên. Thằng Dương, mày đã về rồi à? Trăng nhạt, gã nhấc chiếc bàn ra sân. Một mình trong đêm vắng, nỗi nhớ thương vợ ùa về. Mới ngày nào đây, cũng ngôi nhà này ấm cúng biết bao khi vợ chồng thủ thỉ. Vậy mà giờ đây, không biết nơi suối vàng vợ gã có tha thứ. Rít dài hơi thuốc lá, miệng đắng chát, gã miên man nhớ về những ngày ở trại giam. Bọn đầu gấu đe dọa đánh đập vì thấy gã quá thật thà. Nhờ món võ thời trinh sát, gã làm cho bọn chúng khiếp nể, không dám bắt nạt nữa. Không có người nhà tiếp tế, không có nguồn động viên, gã lầm lũi chịu đựng. Ngày ra trại, gã nhớ mãi lời cán bộ quản giáo, về nhớ sống tốt nhé. Một buổi sáng, gã lên bệnh viện thăm bà thím ốm, đang chậm rãi xào bước ra về, đưa ánh mắt qua cửa sổ. Gã thấy một bệnh nhân với khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, mắt đang nhìn chân lên mái nhà. Đúng là cô gái bị tai nạn hôm trước. Gã tới gần, sao rồi, đã khỏe chưa? Cô gái ngỡ ngàng, nhíu mày. Mình từng gặp người này ở đâu, không nhớ. Anh ta là ai? Cô không nhìn gã, quay sang nhìn cô y tá đang chuẩn bị rửa vết thương, vẻ mỏi mệt. Anh là ai? Sang biết tôi. Tôi là Dương, người đã giúp băng bó cho cô. Không chờ Dương nói hết câu, người con gái gồng lên. Sang lại cứu tôi. Để làm gì hả? Anh có biết tôi đang muốn chết không? Cô sằn giọng, tiếng thở hổn hển. Lặng đi một lúc cô nói tiếp. Nhưng anh là ai? Hay là bọn vay nặng lãi cho anh theo dõi tôi hả? Tôi có tội tình chi? Các ông thật tàn nhẫn, tôi không có tội. Gã không hiểu Hoa đang nói gì, thật thà. Tôi là một thằng tội phạm vừa ra tù. Cứu giúp cô là tình cờ và cũng là trách nhiệm. Chợt cô gái run bần bật, mặt tái xanh rồi ngất xỉu. Cô y tá bảo gã lui ra ngoài, rồi gọi bác sĩ trực cùng nhân viên trong buồng bệnh đến cấp cứu. Trời sầm tối, gã trở lại phòng bệnh, tay xách cặp lồng đựng cháo. Cô gái đã tỉnh táo hơn, gượng gạo nhìn gã. Tôi là Khoa, cho tôi xin lỗi do hoảng loạn quá mà có lời không tốt. Mấy ngày nay, nếu không có các anh chị trong bệnh viện giúp đỡ, thì tôi không biết mần xăng. Gã cười nhẹ, cô đã khỏe lại là tôi yên tâm lắm rồi. Có bát cháo, ăn đi cho khỏe, nằm nghỉ cho lại sức. Nhà tôi cũng gần đây thôi, có chi cần giúp đỡ thì nhắn cho tôi. Trời đã vào hè. Những ngọn gió Lào trườn qua sườn đồi thông, thốc vạt lau, cuộn xoáy. Gã đạp xe xuống bệnh viện. Con đường này quen thuộc với gã. Những ngày vợ ốm nằm bệnh viện, ngày nào gã cũng đưa cơm cháo cho vợ. Giờ đây, con đường đã được nâng cấp, giải nhựa lăng bóng, rộng thêm ra. Vừa đạp xe, gã vừa suy nghĩ miên man. Không biết cô gái này có hoàn cảnh gì mà định tự tử, gia đình ở đâu. Chia tay các anh chị trong khoa, hôm nay Khoa xuất viện, gã cũng vừa đến kịp. Khoa về mô, có ra bến xe tôi đèo đi. Hai người chậm rãi ra cổng, Khoa quay sang gã. Cảm ơn anh nhiều lắm, giờ tôi không biết về mô. Rồi Khoa kể,
nước mắt lăn dài trên gò má còn tái xanh. Quê ở Huế, bố mẹ qua đời trong một lần tai nạn, Khoa ở với dì. Ngày tháng tần tảo, hai dì cháu sắt xíu nhau qua ngày. Lớn thêm, Khoa được người quen giới thiệu vào Sài Gòn làm ăn, rồi Khoa lấy chồng. Chồng cô là một tay rượu chè chơi bời lêu lổng. Nhiều phen, cô bị đánh đập tàn nhẫn, không chịu được, Khoa bỏ nhà ra đi. Dù cô vay nóng tiền để làm ăn, không trả được nợ, cô bị chúng bán cho nhà chứa làm gái bán hoa. Cô trốn về Khe Xanh làm ăn, nhưng bọn chúng vẫn không buông tha. Buồn chán, cô liều mình đâm đầu vào xe tự tử. Chồng thấy nét mặt đượm buồn, bộ dạng thất thểu của cô, gã ngập ngừng. Hay là về nhà tôi, có chi tính sau. Đã làm phiền anh nhiều rồi, không được, mà tôi có thân phận chi để được về, rồi gây phiền hà cho anh. Không sao đâu, hoàn cảnh tôi chứ có khác chi Khoa mô, Khoa về rồi hiểu. Trời càng trưa càng oi, Khoa lấy nón ve vẩy. Sau bao suy nghĩ đắn đo, cô thốt lên. Thôi, tôi theo anh, dù đến đâu tính đó, trừ thì cũng hết cách rồi. Nhà vắng teo, không có bóng người. Con chó nhà bên thấy có người lạ ăn ẳng sủa, gã chỉ tay ra ăn nước. Cô đi rửa cho mát rồi phụ làm cơm. Khoa đảo mắt nhìn quanh nhà, vườn rộng, xung quanh như vừa được dọn lại. Cây ăn quả trong vườn thiếu người chăm đang tàn úa. Cô nghĩ, không biết vợ con anh ta ở đâu mà vắng. Con gà cất tiếng ét làm cho Khoa giật mình trở về thực tại. Hai người sắn tay vào bếp, một mâm cơm để tạ lỗi người đã khuất, sau là đại khách được dọn lên. Bên chiếc bàn kê tạm dưới gốc mít sân nhà, ánh trăng quê sáng như ban ngày. Thỉnh thoảng ngọn gió tạt qua xua đàn muỗi đang vo ve. Khoa trầm lắng nghe gã kể chuyện. Đó là một sáng tháng tư, mơ cùng bố vào rừng làm rẫy từ tinh sương. Phía bên kia vặt sắn có tiếng người rên. Mơ chạy lại, trời, một anh bộ đội chân bê bết máu, tay loang lổ những vết thương. Hai bố con đưa về nhà chăm sóc thuốc men. Khi vết thương lành, anh bộ đội cảm ơn hai bố con Mơ rồi tìm về đơn vị. Hết chiến tranh biên giới, gã ra quân tìm đến Mơ như lời hẹn ước. Hai người thành vợ chồng. Cuộc sống sau những năm tháng chiến tranh đầy cơ cực, thiếu thốn trăm bề. Bố vợ đi làm rẫy, dẫm phải mìn qua đời. Vợ sống trong buồn thương, ngây dại. Đứa con đầu lòng trong bụng Mơ cũng bất an. Nó không được chào đời như mong ước. Túng quẫn, thiếu thốn, gã cùng mấy thanh niên trong thôn bản luồn rừng, vượt biên buôn lậu. Được lắm, thuốc lá, mì chính, xép tông, đường hóa học gửi về chợ Đông Hà. Lời nhiều, cuộc sống có đỡ hơn chút ít. Bữa cơm gia đình nặng đũa hơn, con cá đỡ mặn hơn. Rồi Mơ có bầu lần hai, Mơ ốm lên ốm xuống. Tiền của cứ rủ nhau vào bệnh viện, vào túi thầy lang. Gã nghĩ, thanh niên sức dài vai rộng mà cứ đói mãi hay sao? Gã theo đám bạn đi buôn thuốc viện, một vốn mấy chục lời chắc thành triệu phú. Trong một chuyến hàng lớn vượt biên không thoát, cả bọn bị công an đuổi bắt, bọn chúng chạy hết. Tiếc của, gã chống trả người thi hành công vụ. Chứng cứ đã rõ, gã bị tuyên án 12 năm tù giam. Ngày Mơ trở dạ cũng là ngày xe đặc chủng đến đưa gã đi cải tạo. Không có người chăm sóc, phương tiện y tế lạc hậu, thuốc men thiếu thốn, Mơ băng huyết qua đời. Đứa bé gái sinh ra được một người lòng phước đưa về nuôi. Dương thở dài chép miệng, đời tôi nghiệt ngã thế đó, chứ không vợ con vừa ra tù. Không biết những ngày tiếp theo rồi sẽ ra sao đây? Khoa bất chợt hỏi, anh Dương quê Mơ? Gã buồn buồn nhìn Khoa trả lời, quê tôi ở Quảng Bình. Một loạt pháo hạm làm cho cả gia đình và mấy chục mạng trong xóm ra đi. Lúc tôi đang cùng dân quân đi đào hào giao thông. Sau khi cùng bà con lối xóm lo hậu sự cho cả nhà, nuốt đau thương, tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Địa phương không đồng ý, tôi trốn theo một đơn vị bộ đội. Vào đến Quảng Trị bị phát hiện thì đã muộn, nên đơn vị cho vào biên chế. Đã lâu nay vì hoàn cảnh vậy, tôi chưa về quê. Không biết ngoài ấy trừ xăng. Gà gáy xăng canh, gã dục Khoa đi ngủ. Gã nhường giường cho Khoa, cầm chiếc chiếu ra phòng ngoài. Khoa chằn chọc, thao thức. Cuộc đời của Dương éo le, cay nghiệt, mặn mặn mùi xương gió, như trong đó có cuộc đời của mình.
phải chăng ông trời đã để đưa hai người đến động viên, giúp đỡ nhau trong lúc bần hàn này? Khi những tia nắng xuyên qua mái tranh đã nát, gã uể oải thức dậy, không thấy Hoa đâu, gã cất tiếng gọi. Ông Năm nghe tiếng chạy sang. Chú đã bảo rồi, làm sao mà cháu đi người đến vậy chứ? Có mất mắt gì không? Có gì mà mất cơ chứ? Gã vào buồng, chăn màn xếp gọn gàng, sực nhớ chiếc ví. Phải rồi, trong đó số tiền do trại giam thanh toán công lao động hơn chục năm cải tạo của gã. Gã lắc đầu, chẳng biết tin ai, nhưng nhìn cô ấy thật thà lắm mà. Tuần sau Hoa lên, cô duyên dáng trong chiếc áo màu tím hoa cà, nhìn gã rồi cười vẽn lẽn thay cho lời xin lỗi. Em về mà không dám gọi anh, sợ làm mất giấc ngủ, tìm không có giấy bút gì để viết cho anh vài dòng. Ví tiền em bỏ dưới chiếu ấy. Hoa tiếp, em về quê lấy tư trang, về đây em thắp nến nhang xin chị nhà cho em được ở lại với anh, chúng mình rủ giá cạp lại. Gã lặng không nói gì, ôm chặt Hoa trong vòng tay run run, đôi môi nồng nàn tìm nhau, những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má sạm nắng. Gã được ủy ban xã cấp cho mảnh đất vỡ hoang, ngày đêm tay sửa tay cuốc, hai vợ chồng gã hì hà hì hục chặt đốn cây. Những cây gỗ to như cột nhà, như bắp chân, những dây bụi dần dần được đốn hạ xuống. Mồ hôi nhễ nhại, tay cuồn cuộn gân, gã cần mẫn chặt, đốn, gom. Khai phá đến đâu, gã đốt dần đến đó. Tiếng mìn lá, mìn vướng xót lại đâu đó, nổ lốp bốp. Đốt xong, đợi cho đất nguội, gã trồng khoai, sắn, rau màu. Lấy ngắn nuôi dài, nhiều đêm nghe chồng thở dài mệt mỏi, Hoa thấy thương lắm. Hoa trồng rau, chăm thêm lợn gà. Đất không phụ lòng người, đám khoai sắn rau màu cũng đến độ thu hoạch. Cuộc sống le lắt rồi cũng dần qua. Hơi ấm hạnh phúc đang lan tỏa nhưng ngày càng thêm sức mạnh, tăng thêm niềm vui trong họ. Ở Khe Xanh, đa phần nhà nào cũng trồng cây cà phê mít. Loại này không đòi hỏi khắt khe về đất, không cần phải chăm bón, tưới nước như các loại cà phê khác. Lại có năng suất cao, ít sâu bệnh, đang được giá, có giá trị xuất khẩu. Lứa cà phê đầu tiên thu hoạch thì niềm vui làm bố làm mẹ của hai người cũng được toại nguyện. Thằng cu muôn chủ chuỗi lớn lên từng ngày, toe toét cười trên tay mẹ. Mấy vụ cà phê liên tục được mùa, được giá. Vợ chồng gã quyết định làm lại nhà. Mà cũng phải, nhà đã cũ nát lắm rồi. Lao đao, mấy năm lại đây được mùa, rớt giá, cà phê rẻ như cho. Bao nhiêu công sức đổ ra không đưa lại lợi lộc gì. Mọi người thi nhau đốn cà phê, trồng hồ tiêu, trồng điều. Nhiều đêm nằm suy tính, không biết mình có nên làm như họ. Gã bàn với vợ rồi khăn gói ra đi. Trở về, gã chặt bỏ hơn một nửa diện tích cà phê chuyển sang trồng chanh leo. Nhiều người cho gã là đồ hâm, thằng gàn. Nhưng vợ chồng gã đã quyết rồi. Mấy ngày qua, gã đi học hỏi cách trồng chanh leo ở Vĩnh Linh, hướng đi mới. Một bước đột phá mới nhưng đầy cam go mới, thử thách lại đến với vợ chồng gã. Lại hì hà hì hục đầu tư sống, phân, hệ thống tưới nước, làm giàn. Hai vợ chồng gã bước đầu đã có được vườn chanh như ý. Ngày tưới nước bắt sâu, đêm ra xem từng đọt cây chuyển mình leo giàn. Sướng nhất là ngắm những nụ hoa tím tím xinh xinh đang trúng chín như đàn bướm bay về chập chờn trong gió. Nhưng không hiểu sao, vườn chanh đang xanh tươi tự nhiên, lá quăn lại, nhăn nheo, chóp lá vàng, cuống lá lốm đốm, phần thân lại phình to ra. Quả phát triển không bình thường, dị dạng, trên vỏ xuất hiện những nốt u làm cho vỏ quả sần sùi, cứng lại không to lên. Người thấy tiếc thì chép miệng, giá như trồng tiêu, trồng điều thì đâu đến nỗi. Người độc miệng thì chen vào, trò chết, ai bảo trứng khôn hơn vịt. Nguy cơ sạt nghiệp đến gần. Kỹ sư phòng nông nghiệp cho biết đó là bệnh phấn trắng trên cây chanh dây do một loại virus gây ra rồi lây truyền từ cây này sang cây khác. Được phòng nông nghiệp hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật chữa bệnh và chăm sóc nên một thời gian giàn chanh leo đã hồi phục. Vợ chồng gã thở phào. Sau mấy tháng tập trung chăm bón, cây phát triển tốt trở lại, vườn cây sai quả, vụ đầu tiên đã cho năng suất cao. Quả chanh leo có hương vị chua, ngọt, thanh, màu sắc rất đẹp nên được người tiêu dùng ưa chuộng, được thương lái thu mua tận nơi. Vậy là
cây chanh leo được trồng thử nghiệm lần đầu ở vùng đất Khe Xanh đem lại hiệu quả kinh tế, mở ra một hướng đi mới cho gã, cho người nông dân nơi đây. Tin lành đồn xa, nhiều người tìm về học hỏi kỹ thuật trồng trọt chăm sóc. Các nhà báo cũng đến lấy tin, viết bài tuyên truyền. Một hôm, có cô nhà báo vào nhà gã cất tiếng. Chào bác, được sự giới thiệu. Cô nhà báo nói chưa hết câu, gã chen ngang. Bác biết rồi, vào uống cốc nước chanh leo, sản phẩm đầu tay của nhà bác, rồi ta trao đổi sau. Ly nước chanh leo pha mật ong, hương thơm dịu. Vị ngọt của mật ong quyện với vị chua của chanh, tạo nên một hỗn hợp thấm vào cổ họng giữa trưa hè, làm cho tâm hồn sảng khoái hẳn lên. Lướt nhìn cô gái, tự nhiên gã thấy cô gái này sao quen quá. Cũng khuôn mặt trái xoan ấy, cái mũi dọc dừa, đôi mắt thanh khiết ấy, sao như một khuôn đúc ra từ mơ. Ánh mắt gã nhìn cô nhà báo không chớp. Bác hỏi điều này, nếu có gì không phải, cháu bỏ qua nhé. Cháu tên là gì? Quê cháu ở đâu? Dạ, cháu tên Trà My, quê ở Huế. Gã không ngần ngại hỏi tiếp. Bố mẹ cháu nay làm gì? Cô gái nhẹ nhàng trả lời. Bố mẹ cháu nay đã nghỉ hưu ạ. Có việc gì không bác? À mà nghe đâu trước đây, bố mẹ nuôi của cháu cũng từng công tác ở Khe Xanh này. Tối, gã kể lại chuyện gặp cô gái nhà báo cho vợ. Nghe xong, vợ gã thủ thỉ. Vậy là có manh mối rồi. Vụ chanh này thu hoạch xong, anh sắp xếp đi Huế một chuyến, rồi tiện đường đưa thằng Môn về thăm quê nội một thể. Đã lâu rồi mà. Đêm nay, gã không ngủ. Một mình bên ấm trà dưới ánh trăng suông, lòng gã thấy nao nao. Ngày mai gã sẽ về Huế. Phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành về đứa con thất lạc mấy miên năm nay. Phải bắt đầu từ đâu, gã tính chưa ra. Gã cứ hình dung khi gặp lại con gái, sẽ nói gì, làm gì để cho con hiểu đây. Rồi gã tưởng tượng cảnh ba bố con dắt tay nhau tung tăng trên con đê đầu làng ở quê nội, nên ngày xưa cùng bạn bè vui thú thả diều. Nghĩ đến đây, nước mắt gã ứa ra. Ngoài kia, hoa chanh leo phả vào đêm mùi thơm phảng phất. Xin kính chào quý vị cô bác đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Trong đêm, quý vị thân mến, Triết Lý Tinh Hoa là kênh YouTube chuyên chia sẻ những giá trị bổ ích của cuộc đời, nơi để quý vị cùng chiêm nghiệm lại những bài học, những câu chuyện mang tính lan tỏa tích cực để đem đến những điều đẹp đẽ cho tâm hồn. Đồng thời, kênh còn cung cấp tới quý vị các kiến thức bổ ích về sức khỏe tuổi già, các chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giúp cho quý vị không chỉ có một tâm hồn an nhiên mà còn có một cơ thể dẻo dai, không bệnh tật, điềm nhiên chiêm nghiệm cuộc đời và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất đối với bản thân mình. Lấy phương châm luôn đồng cảm, thấu hiểu với khán giả cùng đội ngũ ekip tận tâm, nhiệt tình, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý vị những video chất lượng và nội dung sâu sắc để cùng tiến tới một cuộc sống hạnh phúc và bình an, làm chủ vận mệnh và cùng gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Quý vị đừng quên ủng hộ cho chương trình bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất trên kênh nhé. Chúng tôi hiểu quý vị có rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu đã ở đây, Triết Lý Tinh Hoa đảm bảo chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất, song hành cùng cuộc sống của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!